Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ review về cái thanh Sira CA này. Nha anh em nhá. Cái loại này là 80 cm. Đấy. Hàng hai chốt tre, hàng hai chốt tre, vỏ gỗ tự nhiên. Nha anh em nhá, vỏ gỗ tự nhiên. Đó. Thanh này là thép T10. Thì ở đây mình sẽ cho anh em xem. Thép T10. Nó hơi bẩn nhé, đây mình sẽ lau cái dầu đi. Đấy. Thanh này thì nó nặng đâu đó khoảng 1 kg gì đó, khoảng 1 cân, khoảng 1 cân. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa, lau dầu đi phát là đẹp long lanh luôn. Thép T10 Hamon đất lung. Hamon đất lung. Nghe nghe nhá. Đây thì mình sẽ test cho anh em xem. Đó. Loại này là sắc bén luôn nhá. Đó, sắc bén luôn. Này, các cái đường vân khói này thì quá là đẹp rồi. Thanh này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là khoảng 4 triệu nha anh em nhé. Khoảng 4 triệu cái mũi. Cái đợt này nhá, là người ta làm cái mũi này rất là đẹp. Đây người ta đã vót cái mũi khá là đẹp nhá. Đẹp hơn những cái lần trước. Đây anh em có thể xem cái mũi này. Đó, và Hamon của nó thì rất là sắc nét. Đấy. T10 chuẩn nó phải như thế này. Đấy, thép T10 chuẩn thì nó phải như này anh em nhé. Lưỡi đã được mài rất là sắc rồi. Đó. Giá chỉ khoảng 4 triệu thôi. Khoảng 4 triệu thôi này. Đây, đây là hộp của nó nhé. Đây là hộp của nó. Hàng này thì do hãng xăng ra sản xuất. Do hãng xăng ra sản xuất. Hàng của hãng nha anh em nhé, chứ không phải là hàng trôi nổi đâu. Nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng.